lên full bo leo pin carbon cho AB150 tại tiệm sửa xe khách. Lắp ráp xong rồi anh em. Anh em nào thích làm bô làm nồi, đang làm nồi luôn nha anh em. Nồi. Cái này bốc bay nè. Qua tiệm xe khách nè, tới ngay địa chỉ 462/15/382 phường Hòa Hiệp 10. Khánh nhận lên bô nồi cho anh em. Có nhận làm nồi làm máy, nó cấp máy cho anh em luôn ha. Lên full 125, 135, 150, 175 nha anh em. Anh em ở xa thì liên hệ Khánh để Khánh nhận xe làm cho anh em mua tùng, liên hệ xuống thoại 0389910535. Thời gian tiệm Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. Tới chi nhánh 1 ha, 462/15/382. Chào tất cả anh em. Chưa bị gì.